cây mạch môn. Đầu tiên khi làm tiêu bản thì chúng ta chuẩn bị hai loại da, kim muối mát, dao lam, mặt kính đồng hồ, phục lồng, nước cất, dung dịch son phèn, dung dịch xanh methylene. Dung dịch thứ ba là dung dịch chloramin B. Đây là ba dung dịch chúng ta cần chuẩn bị. Trước khi làm thì chúng ta lấy cái hai cái loại rễ này. Đầu tiên là chúng ta cắt cái rễ của thân cây thiên môn đông theo chiều ngang, mỏng và đầy đủ. Chúng ta cứ cắt khoảng ấy 10 miếng theo chiều ngang, mỏng và đầy đủ. Rồi sau đó chúng ta cho mặt kính đồng hồ. Tiếp theo chúng ta cắt cái thân thiên môn đông cũng theo chiều ngang, khoảng 10 miếng, mỏng và đầy đủ. Rồi sau đó cho vào mặt kính đồng hồ, rồi tẩy trong dung dịch chloramin T. Đây là dung dịch chloramin B. Thời gian là 15 phút. Chúng ta ngâm trong vòng 15 phút. Đấy, khi được 15 phút thì chúng ta rửa đi rửa lại bằng nước cất 3 đến 4 lần. Ví dụ bây giờ đã đủ thời gian 15 phút thì chúng ta rửa lại bằng nước cất 3 đến 4 lần. Mục đích rửa là để làm sạch những cái chất chứa trong các cái rễ và thân, để cản nó đỡ cản trở cái việc bắt màu khi nhuộm dung dịch son phèn và dung dịch xanh methylene. Chúng ta rửa 3 đến 4 lần bằng nước cất. Ví dụ khi chúng ta đã rửa xong 3 đến 4 lần bằng nước cất thì chúng ta lại nhuộm dung dịch xanh methylene thời gian 3 đến 5 giây. Tuy nhiên là 3 đến 5 giây nó rất là nhanh, thì cô sẽ hướng dẫn các em pha loãng cái dung dịch xanh methylene tỷ lệ 1 phần 10, 1 phần 5. Thì cái thời gian chúng ta sẽ lâu hơn. Một giọt xanh methylene với 5 giọt nước cất. Chúng ta pha loãng xanh methylene ra. Sau đó chúng ta cho cái dung dịch cho cái tiêu bản đã rửa sau khi tẩy bằng chloramin B 3 đến 4 lần. Rồi. Thời gian nhuộm cái xanh methylene là 5 phút. Sau khi nhuộm 5 phút thì chúng ta cũng lại rửa lại bằng nước cất 3 đến 4 lần.
Sau đó chúng ta lại nhuộm bằng dung dịch xanh metin, à dung dịch đỏ xanh kèm. Thời gian 10 phút. Thời gian nhuộm son kèn là 10 phút. Thế thì trong cái tiêu bản này có những cái đặc điểm sau mà cô cần lưu ý cho các em khi nhuộm. Đối với nhuộm dung dịch xanh metinen thì cái gỗ nó sẽ bắt màu xanh, còn nhuộm son kèn thì là cái li be, các cái bó li be nó sẽ bắt màu đỏ. Thì khi nhuộm xong thời gian 10 phút thì chúng ta lại rửa lại bằng nước cất 3 đến 4 lần. Rửa lại 3 đến 4 lần bằng nước cất. Sau khi rửa xong thì chúng ta ngâm cái dung dịch đã nhuộm tẩy bằng nước cất để trong quá trình chúng ta son cái tiêu bản nó không bị khô. Thế trước khi như vậy là quá trình đã nhuộm xong, thì khi soi thì chúng ta lấy cái tiêu bản cần soi này cho lên nam kính, thêm một giọt nước cất. Rồi chúng ta đậy lam men vào. Cho một tí nước thì rồi. Nước khô rồi. Đậy lại và chúng ta đem soi. Được chưa nhỉ? Và sau đó các em vẽ cấu tạo nó vào trong vở thực tập của mình. Được chưa? Ok.